Xin chào các bạn, hiện tại trước mặt tôi là một bệnh nhân trong cái tình trạng đến khám với chúng tôi là mũi răng 8 đều mọc thẳng, nhưng răng ở phía bên tay trái của bệnh nhân thì nó gây ra hiện tượng là rắc thức ăn, và sau đấy là nó sẽ tiêu cái vùng xương của vùng mặt gần của răng số 8 và mặt xa của răng số 7, thì nó gây ra hiện tượng viêm nhiễm cho bệnh nhân, rắc thức ăn, nhồi thức ăn xuống đấy rất là khó chịu. Theo tư vấn của chúng tôi là nhổ răng 8 dưới và răng 8 trên. Tiếng đầu thì máu nó sẽ hơi di rỉ ra một chút, thì anh nút nó bọt vào cho em đấy, cắn cái bông trong khoảng thời gian 30 đến 45 phút cho em đấy, kiêng ăn đồ nếp thì gà mắm tôm, kiêng hút thuốc cho em trong khoảng thời gian 3-4 hôm nhé đấy, để cho cái vị trí vết nhổ nó lành hẳn lên đấy. Mai anh qua đây bơm rửa kiểm tra một chút, xong sau đấy một tuần sau thì mình sẽ cắt chỉ nhé đó.